Toàn thể các bác đã quay lại với video của em nhé. Thì lời đầu tiên cho phép dụng cụ nông nghiệp xin được gửi lời chào, lời kính chúc khỏe đến toàn thể các bác, toàn thể anh em đấy là có niềm đam mê làm vườn, đấy làm cây cảnh bonsai trên mọi miền Tổ quốc nhé. Thì ngày hôm nay shop em sẽ giới thiệu cho các bác về cái bộ dụng cụ khoanh gốc đấy, giúp các bác khi mà đến mùa khoanh gốc nhãn, gốc vải, gốc bưởi, vân vân, các cái loại cây ăn trái đến mùa khoanh gốc thì các bác làm nó sẽ tiện lợi và bớt đi công sức của các bác nhé. Thì trước khi đi vào phần chính video, em cũng xin nói qua về cách thức mua bán cũng như là giao dịch ở bên shop em. Thì shop em ở Bắc Giang, thì các bác nào ở gần thì hãy đến tận nơi trực tiếp xem hàng và mua hàng trực tiếp luôn. Còn các bác ở xa thì bên em nhận ship hàng, ship code COD, nhận hàng các bác được quyền kiểm tra hàng thoải mái này, đúng như mẫu mã em quay trên video đây nhá. Thì các bác mới phải thanh toán đấy, còn ngoài ra đấy, các bác cứ hoàn hàng về cho em, các bác không phải chịu bất cứ một cái khoản chi phí vận chuyển nào khác đấy. Thì đi vào phần chính của video này, em sẽ test luôn cho các bác nhé. Đây các bác nhìn, đây là một cái cành vú sữa cũng tương đối là to đấy, bằng cổ tay. Em sẽ dùng cái sản phẩm đây để em khoanh cành trước, rất là nhanh các bác nhá. Rất là đơn giản. Sản phẩm này thì có phụ nữ cũng có thể làm được nhé bác nhé. Các bác là phụ nữ đi làm vườn cũng rất là dễ dàng làm thôi. Đấy. Đây em làm ví dụ test cho các bác thôi. Đấy. Rất là đơn giản đấy các bác. Chưa đầy 1 phút thì em đã thực hiện thao tác khoanh cành xong. Thì em cũng xin nói qua về cái chi tiết của cái kéo khoanh cành cũng như là cái cạ vỏ này các bác nhé. Thì các bác thấy ở đây, đợi em chút. Thì cái mẫu kéo khoanh gốc này nó có 2 loại các bác nhé, một loại là lưỡi trơn này đấy, và một loại là lưỡi răng cưa. Thì các bác làm với những loại cây mà vỏ mỏng thì các bác dùng cái kéo khoanh gốc đấy, là nó lưỡi trơn. Và nếu như các bác làm mà dùng khoanh gốc và những cái cây mà nó có độ vỏ dày thì các bác dùng đây cái kéo mà có hình răng cưa này đấy, nó rất là đều nhé bác nhé, để nó giúp phá được cái lớp vỏ dày đi. Đấy, rất là dễ dàng như em vừa mới test ở đây. Đấy thì cái chất liệu để làm nên cây kéo này là được làm bằng thép nhíp ô tô nha bác nhé. Đấy đã đàn qua cái quá trình mài giũa và tôi đã được một cái cây kéo rất là đẹp như thế này. Thì phần lưỡi đây, đây là phần lưỡi này. Đấy. Ở đây là có một cái chốt để giữ cố định 2 cái lưỡi kéo này, và cái phần bên dưới là cái phần tay cầm nha bác nhé. Đấy, được làm cong hình cánh bướm này, và được sơn một lớp sơn tĩnh điện nha bác nhé. Đấy, các bác cầm rất thoải mái này. Đấy, rất là tiện nhé. Còn cái sản phẩm cạo vỏ đây, ở phần lưỡi này cũng được làm bằng thép nhé các bác nhé, cũng qua quá trình mài giũa đấy và tôi đi, nó được một cái lưỡi rất là sắc bén như thế này. Đấy. Và cái tay cầm đấy, được làm bằng gỗ đã đánh bóng, cầm rất là chắc chắn này bác này. Ở đây có phần cái cũng gọi nó là cái chốt đi đấy, để giữ chắc lại cái phần lưỡi với phần tay cầm nha bác nhá. Rồi được đính ở một cái con ốc vít này, rất là chắc chắn này bác này. Đấy. Thì vừa qua em cũng giới thiệu được các bác về cái bộ dụng cụ khoanh gốc đấy, dành cho các bác là làm cây nông nghiệp, cây ăn trái. Để khi đến mùa các bác khoanh gốc này, các bác chiết cành đấy, cũng dùng rất là ok nha bác nhá. Thì em cũng xin giới thiệu qua là nhà em ngoài cái bộ sản phẩm này, nhà em vẫn còn rất là nhiều các cái dụng cụ về nông nghiệp đấy. Ở đây các bác nào mà quan tâm hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại mà em để ở phần tiêu đề đấy, bên em sẽ có nhân viên tư vấn cũng như là chốt đơn cho các bác nhé. Thì video của em đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.